Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần quản lý và đầu tư bất động sản VMI, tên viết tắt là VMI JSC, cho ra mắt sản phẩm đầu tư bất động sản Fantasy Home. VMI JSC đặt mục tiêu hỗ trợ các nhà đầu tư vốn nhỏ có cơ hội đầu tư bất động sản, quản lý các bất động sản và phát triển thị trường thứ cấp nhằm tăng thanh khoản và giá trị cho các bất động sản của Vinhomes. Các nhà đầu tư hợp tác với VMI JSC sẽ được công ty chứng nhận quyền tài sản và được phân chia lợi nhuận phát sinh từ quyền tài sản này tương ứng với tỷ lệ đầu tư. VMI JSC có vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng, trong đó ông Phạm Nhật Phượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup, mã chứng khoán VIC, góp vốn vào VMI JSC bằng hơn 243 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 16.200 tỷ đồng, theo thị giá trung bình 50 phiên, tính đến ngày 13 tháng 9 năm 2022. Ông cũng là cổ đông chính, chiếm 90% cổ phần của VMI JSC.